Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục giao hàng của Nội thất Sơn Đông nha. Và ngày hôm nay thì em sẽ cho mọi người xem cái quy trình và cái quá trình mà lắp ráp một cái combo phòng làm việc dành cho một vị khách ở Bình Dương ha. Đây là một cái combo phòng làm việc được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ, sơn trắng, dát vàng. Thì anh rất là thích theo cái kiểu như thế này, nên nó rất là sang trọng và cũng như là rất là độc đáo đúng không ạ? Đầu tiên là chiếc tủ sách rất là khổng lồ với kích thước khá là to ha. Anh chị nào mà quan tâm về cái mẫu này thì mọi người comment ở phía bên dưới giúp em. Và tiếp theo sẽ là chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế làm việc, sau đó đến là một chiếc bàn trang trí console. Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Anh chị nào mà quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho mọi người theo không gian và sự yêu thích của mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.